Sau những trận đấu không mấy thành công cả về mặt tỷ số lẫn lối chơi, Pau FC được kỳ vọng sẽ có chiến thắng đầu tiên tại vòng 4 Ligue 1. Đối thủ của họ chỉ là câu lạc bộ Sochaux, một đội bóng đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Bất chấp đối thủ từng lọt vào vòng playoff thăng hạng mùa trước, Pau FC vẫn tràn trề hy vọng có thể tìm kiếm 3 điểm đầu tay. Hiện tại Sochaux chỉ là cái bóng của chính mình, đồng thời họ cũng thiếu đi một vài nhân tố quan trọng khi mùa giải mới bắt đầu. Còn với Pau FC, điểm tựa lớn nhất của họ ở trận đấu này chính là Nusterkam. Thánh địa bóng đá của đội bóng miền Nam nước Pháp đã chính thức hoàn thành công việc tu sửa để đón toàn đội thi đấu trên mặt cỏ mới. Với Pau FC, Nusterkam phù hợp hơn với một khán đài nhỏ, nhưng chưa bao giờ thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết. Steve Bernard và các đồng đội có cơ sở để tin vào một khởi đầu thuận lợi, bất chấp việc Quang Hải không được huấn luyện viên Tholo tin dùng ở trận này. Tuy nhiên, tham vọng đó sớm bị biến thành nỗi thất vọng bẽ bàng. Trong trận đấu đầu tiên của mình tại đây, đội bóng áo vàng đã phải nhận thất bại tan tác trước đối thủ. Tỷ số 0-3 phần nào đó phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Nhưng quả thật, với những ai đã theo dõi Pau FC trong trận đấu vừa qua, chúng ta mới thấy đội bóng này đã gây thất vọng đến nhường nào. Thực tế thì các thủ Pau FC nhập cuộc không đến nỗi nào. Trong vòng nửa giờ đầu tiên, đội bóng áo vàng với lợi thế sân nhà đã có một thế trận vượt trội hơn nhờ đà tâm lý hưng phấn. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm Pau FC chơi tốt nhất thì những sai lầm về mặt cá nhân đã một lần nữa khiến đội bóng của huấn luyện viên Tholo trả giá. Đường truyền hớ hênh từ trung vệ Kouassi bỗng dưng trở thành pha kiến tạo hoàn hảo để Weisbeck ghi bàn mở tỷ số cho Sochaux. Từ đây, tất cả những điểm yếu của Pau FC như đã được bộc lộ trong các trận đấu trước lại một lần nữa xuất hiện. Đội chủ sân Nusterkam không thể triển khai thế trận tấn công trước đối thủ. Họ luôn bị thiếu đi sự sắc sảo trong các pha bóng cuối, giống như pha đối mặt của Gomis ở phút 61. Thậm chí huấn luyện viên Tholo tung Quang Hải vào sân. Mọi chuyện chưa kịp thay đổi thì Pau FC lại tiếp tục để thủng lưới thêm một bàn thua nữa. Vẫn là những vấn đề nơi hàng phòng ngự của Pau FC khi mà Sochaux chỉ có hai pha tổ chức tấn công cực kỳ đơn giản, nhưng bóng đều nằm gọn trong lưới của thủ thành Oliero. Cuối cùng, những hy vọng về một chiến thắng đầu tay của Pau FC bỗng chốc tan thành mây khói. Những người theo dõi trận đấu này mới chợt nhận ra rằng những thử nghiệm và những tân binh mà huấn luyện viên Tholo đem về đang tạo ra khá nhiều khó khăn cho đội bóng. Khi họ vẫn chưa thể thực sự ăn khớp với nhau, khi họ vẫn thi đấu khá rời rạc và mất tập trung, Pau FC tất nhiên vẫn sẽ phải nhận những kết quả không có lợi. Vậy thì truyền thông Pháp và những người trong cuộc phản ứng ra sao về thất bại của Pau FC? Đầu tiên hãy nói về những phát biểu của huấn luyện viên Tholo. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, vị trí lực gia sinh năm 1958 cho biết, hiệp đầu tiên của trận đấu, Pau FC đã chơi một thứ bóng đá nhất quán. Tuy nhiên, bóng đá luôn đòi hỏi sự hiệu quả. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sau đó, chúng tôi mắc phải quá nhiều những sai lầm và phải trả giá. Khi mà bạn đã thua đến hai bàn không gỡ, mọi chuyện trở nên thực sự phức tạp. Huấn luyện viên Tholo cho rằng Pau FC trận này vẫn giữ được nhịp chơi bóng xuyên suốt cả trận. Tuy nhiên, điều mà đội bóng áo vàng không có được lại là tính thời điểm. 4 trận đấu đã qua, Pau FC vẫn chưa thể giành được bất cứ một chiến thắng nào. Họ hòa 2 và thua 2, mới chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất. Theo huấn luyện viên Tholo, đây là tình trạng đáng báo động. Dù vậy, ông và các học trò sẽ không thể để sự nghi ngờ về bản thân được phép xuất hiện. Ông đã nhìn nhận ra vấn đề với đội bóng này nằm ở khâu giải quyết tình huống. Pau FC luôn chuyển quả bóng qua một vài lớp phòng tuyến từ phía Sochaux, nhưng họ không thể làm gì hơn. Thêm vào đó, những sai lầm cá nhân đã làm hỏng trận đấu này. Trong khi đó, truyền thông Pháp thì chỉ trích Pau FC khá nhiều sau trận thua này. Tờ Sudet giật dòng tít, vô hại và dễ bị xuyên thủng. Pau FC bị đánh đắm trong lần đầu trở lại Nusterkam. Tờ báo này tường thuật lại những diễn biến của trận đấu và nhận định đội bóng áo vàng đã chơi thiếu hiệu quả cả hai đầu chiến tuyến. Thất bại 0-3 trước Sochaux khiến Pau FC gặp khó trong hành trình tìm lại niềm tin. Hiện tại đội bóng này vẫn chưa tìm ra giải pháp triệt để nhằm khắc phục nhiều vấn đề, trong khi áp lực lại ngày một nhiều lên. Ở những vòng đấu sắp tới, Pau FC đều phải làm khách đến sân của các đối thủ. Điều đó càng khiến triển vọng với chiến thắng đầu tiên của đội bóng này trở nên ngày một xa vời. Đó là những gì tờ Sudet đã miêu tả về màn trình diễn của đội bóng của Quang Hải trong trận đấu đầu tiên được trở về sân nhà. Trong khi đó, tờ báo địa phương La Rep de Pyrenees đã gọi thất bại 0-3 trước Sochaux như một cái tát với Pau FC. Tờ báo này dẫn thống kê đội bóng áo vàng chưa từng giành chiến thắng khi phải đụng độ với đối thủ tại Ligue 1. Họ dự định sẽ thay đổi điều đó nhờ vào điểm tựa mang tên Nusterkam. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ những cơ hội cũng như sự thiếu sắc sảo của những chân sút trên hàng công đã khiến Pau FC phải nhận thất bại xứng đáng. Thất bại này khiến đội bóng miền Nam nước Pháp đang ở rất gần nhóm cầm đèn đỏ với chỉ 2 điểm sau 4 vòng đấu, cùng với một thống kê tệ hại với một pha làm bàn nhưng phải nhận đến 8 bàn thua. Một trong những điều đáng chú ý ở trận đấu của Pau FC là màn ra mắt của tân binh Yatara. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Lyon được đem về đây với hy vọng có thể cải thiện sức tấn công cho Pau FC. Đặc biệt khi Meijer chỉ để lại những nỗi thất vọng cực kỳ to lớn, chân sút mang quốc tịch Guinea được tất cả tin tưởng sẽ đem đến những sự khác biệt. Ít ra với profile chất lượng hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp, Yatara sẽ phải đem đến sự hiệu quả
khi mặt trận tấn công của POFC đã trở thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, những gì mà Yatara đã làm được trước Sosho lại tiếp tục khiến huấn luyện viên Tolo phải đau đầu. 83 phút có mặt trên sân, tất cả những gì mà Yatara làm được chỉ là hai cú dứt điểm đi chật mục tiêu, trong đó có một cơ hội bị bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc trong hiệp 1 của trận đấu. Sau trận đấu này, tờ Sudet đánh giá Yatara ở mức điểm 5/10. Tiền đạo từng chơi bóng ở Trung Quốc không cho thấy ưu thế về sức mạnh và thể hình khi chỉ giành chiến thắng ở 1/5 tình huống không chiến với đối thủ. Sau trận đấu này, cầu thủ từng chơi bóng ở Trung Quốc không giấu nổi niềm vui khi được chơi bóng trở lại sau khoảng gần 1 năm vắng bóng. Dù vậy, Yatara cảm thấy không hài lòng về màn trình diễn cá nhân cũng như kết quả của toàn đội. Tôi cảm thấy thật thất vọng vì POFC đã có một hiệp đầu rất hứng khởi. Chúng tôi có những cơ hội ghi bàn nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến mọi chuyện đổ bể. Bóng đá là như vậy và cá nhân tôi cũng sẽ phải ghi nhận bài học này nhằm cải thiện trong tương lai. Thực tế thì Yatara vẫn cần rất nhiều thời gian để tìm lại chính mình cũng như hòa nhập với lối chơi của đội bóng. Đặc biệt, anh và Quang Hải cần tìm ra những sợi dây liên kết khi cả hai cùng gánh vác trọng trách to lớn trên hàng công của POFC. Cuối cùng thì hãy nói về Quang Hải. Trước khi trận đấu này diễn ra, huấn luyện viên Tolo đã không giấu ý định sẽ xoay tua đội hình cho những thử nghiệm mới. Số 19 cuối cùng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng không thể giúp POFC cải thiện được tình hình. Gần nửa tiếng trên sân, Quang Hải chơi không thực sự nổi bật. Tất cả những gì tiền vệ sinh năm 1997 làm được là 15 lần chạm bóng, 8 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác là 88%. Trong đó, Hải tạo ra một cơ hội rõ rệt, nhưng đồng đội lại không cụ thể hóa nó thành một bàn thắng. Chứng kiến những gì Quang Hải trải qua trước Sosho, tờ Thái Rát đã có bình luận về màn trình diễn của tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Tờ báo nổi tiếng của Thái Lan giật dòng tít: Quang Hải không thể giúp POFC có chiến thắng đầu tay. Tờ này miêu tả lại khoảnh khắc Quang Hải được tung vào sân nhưng không để lại những dấu ấn đáng kể nào trong thất bại 0-3 của POFC. Thái Rát đưa thông tin Hải đã thi đấu 4 trận với đội bóng mới, với 2 lần đá chính và 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có bất cứ một bàn thắng hay đường kiến tạo nào. Sau đó, trên trang fanpage của tờ báo này, khá nhiều cổ động viên của Thái Lan đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến Quang Hải. Một cổ động viên của Thái Lan nhận định có lẽ trình độ của Quang Hải không đủ để trở thành niềm hy vọng của cả đội. Một cổ động viên khác thì cho rằng Hải nên trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội ra sân. Nhìn chung, cả POFC và Quang Hải vẫn cần những sự kiên nhẫn nhất định để đi tìm chiến thắng đầu tay. Việc Quang Hải phải dự bị ở trận đấu gặp Sosho không phải điều gì đó quá ghê gớm, vì ít nhất huấn luyện viên Tolo cũng đã hình dung được lối đá của toàn đội khi có số 19 và khi không có là như thế nào. Chắc chắn tất cả sẽ đều phải cải thiện, bởi POFC sẽ không thể cứ mãi hòa và thua và tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cầm đèn đỏ được. Hy vọng trong thời gian tới, mọi thứ sẽ được cải thiện và cá nhân Quang Hải sẽ được truyền thông Pháp nhắc đến nhiều hơn với những dấu ấn được tạo ra trong màu áo câu lạc bộ miền Nam nước Pháp.